nước để nấu nha. Xem nó quả nào to nhỉ. Đây. Nhỏ quá. Cái này được này chứ, cắt cái nó canh ghê nhá. Ừ. Ngon quá nào. Mình ngon thế nào? Cái này em hôm nay đã ngon. Ngon về nấu canh nhỉ? Ngon không? Không ăn hả? Em thích cái này hả? Về xào nhá. Về xào đi ăn nhá. Chắc là chừng này là đủ bữa rồi nhà kia nha. Ê, đủ bữa rồi. Mẹ con về nấu cơm ăn rồi. Nấu cho dì ăn nha. Nhiều quá này. Ta cho mà dì ăn rồi. Giờ này thì em về gọt ra thôi. Dì.